Đây à, đúng không? Vlog này đúng không? Chưa xem nha, để dành nhá, để dành xem các bạn thân yêu nha. Đấy, chưa xem tí nào này. Vlog bé bô tổ chức sinh nhật cho bé boy và trải nghiệm kinh hoàng tại phố đi bộ. Ui, nghe của tít le gọi là thu hút người xem vậy. Chưa gì đọc cái tít le thôi, chưa cần xem nhá là đã muốn click vào rồi để xem là cái trải nghiệm kinh hoàng nó là như thế nào. Với cả sinh nhật của bé boy nữa. Ấy, sinh nhật của đại gia cao lãnh nó sẽ như nào, các bạn ạ, nó hoành tráng như nào. Nghe cái tít lem mà nó đáng để xem rồi đấy. Từ từ like nhá. Đấy, cái văn hóa khi mà mình xem một cái clip nào đấy là mình phải like đầu tiên đã, các bạn ạ. Đấy, mình phải like đầu tiên đã. Ok Hello, xin chào. ok bây giờ chúng ta cùng vào với vlog thôi. Vlog thứ 10, bé bô tổ chức sinh nhật cho bé boy và trải nghiệm kinh hoàng tại phố đi bộ. Anh em nhớ, Ê, cái này nó thì bây sửa giờ số là không khoảng này. 5 giờ rưỡi sáng, tôi mới vừa tới sân bay. Mẹ mày lạnh quá. À, trời 5 giờ rưỡi sáng nhưng mà vẫn có Like hai người. cái luôn chứ còn Wow, gì nữa. Anh sân em bay ơi, đông dữ vậy. hãy like vì nó miễn phí. Tôi bay chuyến bay lúc 7 giờ nên là khoảng tầm 5 giờ rưỡi là tôi phải ra sân bay rồi. Ủa, Ui, thường ấy. nhưng mà hơi đông, hình như chắc Thế là mọi người đang chuẩn bị đi chơi Noel thì phải. Đông phết. Đây, cho mấy ông xem. Đông fish. Đông ác. Lần này đi Sài Gòn thì quay quay tí coi về có làm vlog được không? Thì thật ra tôi muốn quay cái video này để lưu lại cái kỷ niệm sinh nhật con trai tôi được 2 tuổi. Ai da? Ủa, Để chưa gì 2 sau tuổi này rồi nó à? lớn lên nó xem lại là ngày xưa ba nó tổ chức sinh nhật cho nó vui như thế nào. Vừa kỷ niệm để sau này mấy cha con xem với nhau luôn cho nó vui. Quán trên kia đông quá. Là thôi, anh em Ai mình xuống phết? đây ăn đi cho nó vắng. Tôi thì tôi chỉ thích tôi chỉ thích ngồi cái quán nào mà nó vắng vắng thôi. Tại tôi quay vlog nữa, nói chuyện cho nó dễ. Quán đông quá, không dám nói gì hết. Có gì đâu, trời ơi, ngại Ủa, xếp đéo hàng. gì, thề. Xếp hàng, xếp hàng. Chả hiểu Ủa. sao bây giờ mình là nhà sáng tạo nội dung. Đấy, mình phải không được ngại. Mà thực ra nhá, là chẳng qua là do bản thân mình nghĩ thế thôi, chứ thực ra là nhiều người cũng mà chả quan tâm mình làm gì đâu. Đấy, mình là ai đâu. Đấy, miễn là mình không làm gọi là ảnh hưởng đến người khác quá thôi là được. Trời Xếp ơi, tự hàng tin anh nghĩ lên đi. bạn ơi. Đấy. Cố lên. Cũng gì phải ngại hết. Định ăn bánh mì nhưng mà bánh mì khó nuốt lắm. Khô. Tôi cần sáng là tôi ăn cái gì nó phải có nước nước một tí húp nó mới đã. Ăn bánh mì khô lắm. Thầy thích hút. Thêm một bún bò. Một nước cam. Cam ít đá là ngọt anh nhé. Tôi bay cửa số 3 khoảng tầm 7 giờ là lên máy bay này. Ăn được 20 phút. Ui. Bà mẹ Vừa căng đưa thẻ quá đen à? lì. Vừa đưa thẻ đen Không, tôi à? bảo anh Kiên là Ui, bình hôm thường các nay bạn là tôi vào ơi. Sài Gòn để mà đi Mà chơi. nó phải tầm Xong có mà anh 5 Kiên gái. đi cho tôi một 5 bài 6 tập gái các chung bạn tập. ạ. Bây giờ mà đi đéo nổi. Thề. Chắc là phải đổi PT mới quá. Ôi xong. Trừ một anh Kiên rồi. Trời ơi. Là bún bò ở sân bay thì anh Một em mà câu đi nói nhiều mấy đùa ông nhưng mà ăn nghe cũng rất bình là thường tổn lắm. thương nha. Để mấy hôm nữa tôi vào Sài Gòn. Trước cửa nhà vợ tôi có quán bún bún bò cao. Mày ăn Bún sang bò nhờ. theo kiểu Sài Gòn ngon lắm. Ăn tô Có gì bún tôi sẽ đi ăn, tôi bò quay cho hai các ông lốp. xem. Nhá. Hai hay ba lốp nhỉ? Rồi Ba bây chắc giờ là là ba chắc lốp. là Đấy, mời anh em mình ăn buổi bún bò bằng sáng thẻ đen. Ui. phương đâu Tôi bao nhiêu nhỉ? cầm tôi cầm 50. Một tô Đấy, bún đi bò bao nhiêu, ra nước ngoài cam đầu là bao nhiêu ngõ tiền ta? làm tô bún bò xong. 242 cầm. Nước cam là 98 ngàn, còn bún bò là 144 ngàn. Vừa anh em. Vậy nhá, tôi dùng bữa đây. Xong là chắc tí nữa tôi lên máy bay tôi ngủ thôi. Trên máy bay cũng đéo có gì quay. Đó. Xong rồi chiều nay là, hình như chiều nay là tôi có lịch là đưa thằng Bo đi chơi tí. Xong là tối là, đáng lẽ là tối nay là sinh nhật của thằng Boy luôn. Nhưng mà mẹ vợ tôi bảo là tổ chức ngay ngày 24 đi thì để cho ngay Noel cho nó vui. Với lại là hôm đấy nó cũng có không khí hơn. À, chắc là tối ngày hôm nay là anh em mình chỉ đi ăn đồ tàu Little Jill thôi. Xong rồi chắc là ra phố đi bộ chơi tí. Còn ngày mai là 23 là tôi với Đếp Nguyễn là có đi
sự kiện CS của Viking tổ chức bên Gò Vấp. Quay luôn ta. Mà lem mà lem. Ngon quá. Thề tối chưa ăn gì ạ. Cái nước lèo ngoài đây làm nó khác trong Sài Gòn lắm nha mấy ông. Hơi ngọt mà ăn vẫn được. Ôi, như quay vlog nó ăn ít đi sao ấy. Bình thường là đi đi bay với bọn tôi ấy, đấy là mà ra sân bay ấy, mà đi ăn mấy cái tô bún bò này nó phải gọi cái tô đặc biệt cơ. Đấy, nó phải to như thế này này. Hay là sợ bị mọi người nói là ăn nhiều nhở. Nhưng sao hôm nay gọi tô bé thế? Ở trong Sài Gòn là bán bún bò là có gân với nạm nữa. Nhưng cái mà tô đây bé vậy. Thịt khoanh này. Đấy. Ờ, bình thường nó gọi cái tô như ở 1,5 suất ấy. Chứ không có gân với nạm. Trong Sài Gòn là tôi ăn bún bò là có gân với nạm mà ngon lắm. Là tôi kéo cam lên tí. Đấy. Đây, nguyên cục mà nguyên cục khanh, khanh to vãi liền thôi. Như tôi để nó vừa ăn xong rồi rớt một miếng bún luôn. Đều đi phường. Phở sân bay ăn không ngon hết. Lo anh em nhé. À, mệt quá. Vừa ngủ được giấc từ lúc 12 giờ rưỡi tới bây giờ là khoảng tầm, mà tôi xem coi, bây giờ 5 giờ rưỡi. Má mày mặc quả quần trông mày ăn đồ tạo cảm vậy. Với lại là đi mua quà sinh nhật cho con trai tôi, xong là ra phố đi bộ chơi một tí. Đấy, lịch hôm nay là như thế nhé. Còn ngày mai là tôi đi sau mắt của CS2 rồi. Nó mất hết cả ngày rồi. 24 là mới là Noel, mới là tổ chức sinh nhật cho thằng boy luôn. Thì có gì thì tôi quay cho mấy ông xem nhé. Giờ chắc mình đánh răng rửa mặt một tí cho nó tỉnh ra. À, tôi ngủ ghê thật. Mà quả lông nách xì tai mà luôn. Chẽ một. Ui cái đít con nách à. Mấy bạn nét. Thì mình chưa đánh răng như thế này nhé. Thì răng tôi nó hơi vàng. Thế nhưng mà đấy là sao. Tôi đi mày quá để kịp. Thầy hỗ trợ. Tôi đi bác sĩ các thứ rồi, bác sĩ bảo tôi là một là bây giờ là em phải trồng gắn sứ. Hai nó phải trồng gắn sứ thì nó mới trắng lên nữa thôi, chứ bây giờ mà tôi mà tẩy đi cỡ nào thì nó không bao giờ trắng được. Tại vì cái men gan của tôi nó vậy rồi, không trắng được nữa. Ok, được bạn. Đúng kiểu mẹ mới tập gym một tuần khác đi. Cởi chân xong rồi mà khoe bắp quá thứ thề. Xong rồi bà Sài Gòn có 20 mấy độ. Mà trưa tôi bị nhức đầu, tôi tưởng là tôi bệnh nên tối nay tôi không đi chơi được. Nhưng mà hơn từ ngày mà tập gym mà sức khỏe nó cũng đề kháng các thứ rồi nó. Đây đây đây, khoe. Bây giờ là một tuần mà tôi đá bóng 4 ngày. Đâu? Một tuần là đá bóng 4 ngày, tập gym 3 ngày. Một tuần là đá bóng 2 ngày, tập gym 4 ngày. Đấy. À, trong người tôi bây giờ rất là khỏe. Những cái bệnh mà kiểu mà cảm cúm thông thường các thứ đồ không làm khó được Khoa. Vậy nha. Bây giờ chắc là tôi đi tắm. Xong rồi tôi lên trên kia tôi canh thằng boy tiếp vợ tôi. Xong rồi tí nữa là đi ăn hình như là có quán đồ tàu gì đó. Ừ, có gì tôi quay sau nha. Kết thúc ở đây, mong có muốn xem tôi tắm không? Mang em đi tắm luôn đi chứ. Thế được nha, tí gặp lại nhá. Ôi đi con mày. Đây là mặt vợ tôi chưa make up nha anh em. Chết mẹ, quả hồi đéo né đó hồi các bạn ơi. Anh thấy em để mặt mộc còn đẹp hơn. Thật. Ui, nịnh thần, nịnh thần. Để mặt mộc nó còn đẹp hơn á. Nịnh thần. Nhìn qua đây chào các bạn đi. Hello gì? À, bình thường anh Khoa. Bình thường anh Khoa thì kiểu đi, ví dụ đi chơi với tôi đấy mà không có vợ thì lúc nào là cũng dạy tôi, gọi là kinh nghiệm trong gia đình ấy, nhà phải có nóc đấy, mình nói gì là vợ phải nghe đây, xong rồi trước mặt vợ đây
Nó đi ăn mà đúng định thần. Đồ Tàu. Đồ Tàu hả? Không ăn đồ Tàu, ăn đồ khác được không? Anh ăn bạch tạng thôi. Ghê quá bà. Ê như kiểu con định mẹ ấy thề. Cất. Bảy tập ba không mà tối nhà không học cái gì hay ho. Học tầm bảy tập ba không. Sấy tóc cái rồi đi ăn mấy ông ưu. Uầy. Cậu vừa mua quả máy sấy này các bạn ạ. Mạng sấy sướng phết. Uầy nhìn anh Văn thấy chưa. Nhớ nhìn nè. Nhớ nhìn nè. Không. Nhìn nè, nhìn cái Văn. Người nào cũng chứng nhìn. Thì các bạn sông bực quá lên thề. Vậy nha. Quay. Ở nhà có thể xấu nhưng mà ra đường là phải đẹp trai. Ê. Hả? Hai BD chắc. Có chồng vợ nhưng mà tôi nghĩ là ngày vẫn BD. Mà ra đường là phải đẹp trai em hiểu không? Chó nó sủa là tại vì có người chứ không phải nó sủa anh. Nấu trên mạng, học theo trên mạng tù lao. Lên trên mạng là ta tìm những cái thông tin nè, bổ ích. Bỏ top top đi. Đúng như anh nè. Mỗi buổi sáng anh thức dậy là đọc Việt Nam Expect. Thôi đi má, người phải học đại học bà ơi. Việt Nam Expect. Không liên quan luôn. Bạn nghe. Mặc quần vô đi. Nghe bực quá đấy ạ thì. Mặc quần vô. Mặc quần vô. Quậy quá quậy mà mày. Mày xám hồn thật. Quẩy trông yêu nhở? Ê. Nhìn nhìn còn nhìn nó kênh, nó kênh. Nó kênh như cái camera này vậy. Bây giờ tôi di chuyển từ nhà ra cái chỗ ăn đấy cũng lâu quá mấy ông. Tại vì trong Sài Gòn là người ta đi chơi thứ sáu, người ta đi chơi đông lắm. Bắt xe nãy giờ khoảng tầm 20 phút mới được. Đúng không? Má vừa bước. Vừa bước cái thằng này vừa quay chắc chết. Không, không được rồi. Anh em đợi xíu nha, tôi bế thằng này cái nặng quá. Vừa bế vừa quay chết người. Không bế được. Quá nặng đi. Vô đây cầm cái này quay đúng sợ luôn á. Mà gần Tết nữa. Mà cái hẻm đường nhà vợ tôi là một trong những con hẻm gọi là có những cái drama cướp giật. Quả hẻm này trông toàn biết xúc với chứ đùa. Sợ quá liền. Ở trong đây ở trong đây tôi thấy vợ tôi toàn bút bia không à. Em bút bia đúng không? Sao đi bia không à? Không đi rap. Xe nào? Xe này hả? Xe này sao? Ôi, xe này là thuê à? Trong Sài Gòn là có dịch vụ thuê xe này để đi hả các em bạn? Em có đi chợ đâu, mua xe này làm gì? À đòi mua. Hả vợ? Được rồi mẹ lên đi mẹ. Mẹ lên đi mẹ. Bye. Đấy, mỗi lần đi chơi là đùm đùm đề đề như thế này. À dạ, trơn quá. À xí ba. À dạ, trông vui thế nào. Em bé ơi. Ngày xưa đi học là em không mặc áo dài à? Không. À, năm của con không mặc áo dài gì à? Ừ. Mặc váy đúng không? Cấp 3 trên em mặc váy à mà. Ờ. Thế sao mà đến năm của Ngọc thì mới bắt đầu mới mặc lại áo dài. Không, con Ngọc học trường trong phải mặc áo dài. Ờ, học trường tư không phải mặc áo dài. À không. Ai như là không sao? Học cấp 3 sao ấy thề không biết. Hồng Hà hả? Hot girl Hồng Hà hả? Anh em thông cảm. Từ đây mình lên trên đó bao nhiêu phút vậy? Nếu mà không kẹt đường thì 15 phút. Kẹt đường chắc 30 phút nha. Hình chui con tiếng. Không, chưa tiếng. Jean gì? Jean râu à? Mới à, chỗ này mới vậy? Cái này của Hồng Kông nó mang về. Hồng Kông mang về hả? Sao em biết? Sao em biết? Hả? Sao giờ biết? Hồi đợt đi sinh đó. À, ăn bên đó hả? Cái xài nó có mỡ á.
chặt tiền con. Nhận rồi đúng không anh? Ba con chuyển khoản rồi. Sau 40 phút ngồi xe cũng tới mong à. Ai da. Đông quá. Đi ăn xa thế, 40 phút lận. Đây là trung tâm thương mại Takashimaya lớn của Sài Gòn. Thì thường tôi vào Sài Gòn thì tôi sẽ vào đây tôi ăn uống. Tại vì nó ngon. Có những hàng quán rất là ngon. Mấy lần tôi bảo nhiều lắm. Hình như Takashimaya. À không phải, nhầm. Ấy. À đúng rồi các bạn ơi. Hình như ở đây là có cái nhà hàng gì mà nó có cái view. Có cái view ở bên trên cái tầng cao cao đúng không? Đấy, hình như là nhà hàng chung. Đấy, nó có một cái view nó có một cái nhà hàng mà ngồi được bên ngoài ấy. Đấy, xong rồi nhìn được xuống bên dưới ấy. Ui, đẹp vãi lìn ạ. Thề. Khi nào tôi có bạn gái chắc chắn tôi sẽ rủ lên đấy ăn một lần. Tôi quay vlog cho mong xem mà tôi không giữ con boy được. Chứ bình thường là tôi sẽ giữ con boy để cho vợ tôi đỡ mà. Ở trên này này, ở trên tòa nhà này này. Bé ơi. Em bé ơi. Đồng ác mấy ông à. Đây. Đồng lắm. Uầy. Đấy tôi cũng không với cả Spider-Man là phải chạy như ngay nhá. Ôi mất 50 đấy. Đồng lắm mấy ông ơi. Đẹp đó. Đi chụp hình nữa. Đấy, trước tôi vào Sài Gòn cái đợt đó. Gần Giáng sinh là cũng người ta cũng đã trang trí Bò như này chụp hình rồi. Không? Bòi ơi. Chỗ này đông, gì cũng có, Gucci, Gucci, LV, đây, gì cũng có luôn, nha mấy anh em, mini, đẹp, ông nào mà ở Sài Gòn thì chắc là không lạ gì chỗ này rồi, chắc là không lạ với dân chơi thôi, vào đây mua sắm thôi, để tóc giống này, giống tay, để tóc giống mày, brown này hả? Đâu vậy tóc giống mày? Sông Cang à? Đâu? Ê, gì quá. Sông Cang. Để tóc, để, vợ biết không, để. Được. Cầm giùm anh cái vợ. À, người nổi tiếng. Người nổi tiếng. Đi chơi lễ. À dạ. Fan nó biết tôi. Người Hà. Vợ mua tặng gì anh Noel à? Cái bài mang gì? Hả? Tặng thêm đi chứ. Noel một năm có một lần mà phải tặng thêm. Nó rồi. Kè nó. À, ước gì trong phòng mình nó có cái mùi thơm như thế này nhỉ. Mùi có mùi thơm ấy. Giờ biết mùi này là mùi gì không? Không, làm sao thơm bằng mùi hôi nách của anh được. Không, anh đang kiếm cái mùi mà giờ để như thế này này, cái mùi mà... Mùi hôi nách cũng thấy thơm á. Để trong nhà mà nó thơm. Ui. Thì ra là bên ngoài người ta yêu đi nhau như thế à. Là bán vali đúng không? Ui. Ba lô đẹp thế. Này cái ba lô là đẹp ác. Làm cái mua thôi. Đặt bàn chưa? Bỏ vào giỏ thôi. Đặt bàn chưa? Đặt bàn chỗ kia, chỗ này để coi có đủ bàn không đã. Rồi đặt bàn chỗ kia qua chỗ này. Không phải, chỗ này tại vì ví dụ chỗ này đó nó đủ bàn với lâu nữa. Lên nữa mà thì mình ăn chỗ này. Hả? Ví dụ mà chỗ này nó đủ bàn xong. Á thì mình được ăn. Nó đủ qua cái chỗ này nhỏ này. Thì lên em bé ơi. Đó. Thông yêu nhờ. Quay ẩu nha. Bên đây. Đi đâu? Đi vô ăn đi tí đi chơi. Nhớ. Banish. Dịp mà gần cận lễ như thế này thì anh em lại khen như là cực hình mấy ông. Hồng luôn. Quán nào cũng đông. Mà người ta chịu khó xếp hàng lắm. Trong đây người ta chịu khó xếp hàng lắm nha. Xếp hàng một hàng dài. Ha. Khen xinh thì được rồi. Nè, tôi định đi ăn Hai Đi Lao trong đây. Nhưng mà Hai Đi Lao trong đây mà phải không cho bút bàn. Đó là anh em mà đến ăn Hai Đi Lao trong đây là anh em phải đến đợi cơ.
không cho bút bàn trước. Hello em. Không không không, anh không quay em. Đúng xinh luôn. Mà thấy bạn thấy tôi tầm máy quay, bạn bảo là thôi đừng quay bạn. Cộng 1 vợ 2 nha. Thật cộng 1 vợ 2. À đây rồi. Quán ăn đây. Tình thì ba em thôi chứ gì nữa. Do là đi. Bút bàn trước. Hello em. Không không không, anh không quay em. Đúng xinh luôn. Mà thấy bạn thấy tôi tầm máy quay, bạn bảo là thôi đừng quay bạn. Cộng 1 vợ 2 nha. Thật cộng 1 vợ 2. À đây rồi. Quán ăn đây. Tình thì ba em thôi chứ gì nữa. Do là đi. Một cái phần thịt ba món á. Gì vậy trời? Cái gì? Ngỗng ngỗng hả? Thôi ngỗng bữa em mới ăn rồi, ngán rồi. Một cái hủ tiếu hủ tiếu ủa áp chảo hả ta? Ừ lấy mấy hủ tiếu này nè. Cái gì anh? Em đang order nè. Một cái đậu hủ kỳ. Ôi quái quá tàu à? Anh ăn mấy cục này không? Quán chung à? Quán chung à? Đồ ăn nè, chung à? Xíu mại này quả nè. Quả quay Bắc Kinh như sao kiểu? Nè, xíu mại tôm. Lấy một phần xíu mại. Trong đây có cái gì nhờ? Quầy, 60 ngàn một ly. Cà phê đen 60 ngàn á. Holy shit. Cà phê đá nóng. Cà phê đen là 60 ngàn một ly. Đúng á. Ui. Chị ơi, sao ăn mấy cái đồ này lại uống cà phê ta? Dạ dạ vâng. Dạ đồ ăn em kêu rồi, giờ em gọi nước rồi. Cho em một tắc ép đá xay xí muội. Rồi cho em một ly nữa được. Rồi em cảm ơn. Rồi cảm ơn. Nhìn túc tắc. Nhìn túc tắc này nó giống như hôm bữa mà mình đi ăn bên Australia mà cái phố tàu đó, gọi là cái quán gì ta? Parking Duck. Đúng rồi. Ở đây cũng có. Để tí tôi kêu cho tôi ăn. Ngồi xuống đi, không đi nữa bà ngoại mệt lắm rồi. Ngồi xuống đi. Đấy, nó lì đó. Đó, đó, đó. Được dân cưng lắm. Nó vô đây nó được cưng lắm. Bà ngoại nó cưng nó lắm anh em ơi. À, nó vậy đó, nó quậy lắm. Mà đi ăn, mỗi lần đi ăn với này nó cực. Nó không có chịu ngồi yên một chỗ. Giờ nó lớn rồi nó cũng không thèm xem phim hoạt hình nữa. Ngày xưa nó nhỏ nhỏ nhá, còn dụ nó xem phim hoạt hình các thứ là được. Giờ lớn rồi không xem phim hoạt hình nữa. Mà đi chơi, đi đây đi đó. Ok. Ngồi xuống đi. Nói không nghe luôn mà. Nào. Chắc tưởng là anh em, chắc tưởng là hai anh em, chứ không tưởng là bố đâu. Trời. Này ngồi đi mà. Chắc tưởng là anh cả thôi, không nghe lời lắm. Tắc ép xí muội. Ui, tôi sau này mà dạy con thì... Ôi dạy! Không được cửa. Đấy, ngồi ngay, ngay ngắn ngay. Đắng, đắng vậy? Đắng hả? Ừ, giờ uống thử đi. Đắng lắm. Tự ngay đi chứ. Nhưng mà chị thấy đắng không? Anh lớn đời LT. Không nghe chắc phải lên gối mấy cái. Kêu cho to cho bọt. Không. Ngoài 2 giờ thấy đắng không? Không. Mới đắng à? Có trà chanh Hồng Kông á. Đâu anh kêu thử, để con kêu thử. Anh ơi, cho em một trà chanh Hồng Kông. Trà chanh Hồng Kông. Có máy quay là nó vậy đó. Ngại ngại ngại. Không, nó biết ý. Thằng biết có máy quay là nó vậy đó. Bệnh anh khả năng chuyển biến xấu R. Cảm ơn Tuấn nha, cảm ơn em. Vợ đấy. Em tên gì? Mẹ Hồng Trà. Con đó con. Con thỏ ăn gì vậy? Xinh nó bạn quá. Mà hay trêu ấy đi.
xinh mà chị nói bậy quá. Tí nữa ra phố đi bộ uống Milo á. Không mua Milo. À, là ở phố đi bộ uống Milo. Phố đi bộ giờ chắc đông rồi nha. Ôi đông bà. Đông lắm. Làm lễ hội ngoài á. Không, hội gì? Trong Sài Gòn mà Giáng sinh thì tôi nghĩ là nhiều hoạt động lắm. Ê, ê, ê. Không phải chiếc nón kỳ diệu nghe chưa? Thành phố giải trí mà. Ờ, anh để đó giúp em ạ. Cả hủ tiếu xào lẫn hủ tiếu mình dân bò nước nữa. Hủ tiếu xào bò. Nào 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 nào. Lấy cơm chén nhựa cho nó ít để nó ăn là nó im. Hủ tiếu xào bò. Không mờ lem đấy. Đây của em đây nè. Nào. Nè mẹ. Hủ tiếu xào bò. Ủa trông miếng thịt bò kìa nhằm nhằm nhằm. Kìa kìa kìa. Thế mà đéo mà. Đéo, đéo mang về cho mình miếng nhở. Ăn ông ăn ớt hả? Từ 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 từ. Cái này hủ tiếu gì? Hủ tiếu xào bò. Hủ tiếu xào bò đúng không? Miếng sả tế rồi tôi ăn cay lắm. Được rồi chứ. Ngon. Ngon vậy. Ngon. Nhưng mà chết mẹ, cái bóp két của tôi gần hết pin rồi mấy ông ơi. Không biết sao nó quay mà hết pin dữ ta. Đây là gì vậy? Bộ hủ kỳ. Bộ hủ kỳ ở đây là há cảo à? Đây chắc đêm sung. Xíu mà. À xíu mại đúng rồi. Anh xem vừa lúc anh muốn có con chứ ạ. Cảm ơn Hải nhé, cảm ơn em. Anh xem anh chỉ thấy đói thôi. Anh chỉ muốn ăn thôi. Miếng đậu hũ kỳ phải không ơi? Đậu hũ kỳ nhé. Đậu hũ kỳ chiên đúng không? Đấy. Đậu hũ chiên à? Đậu hũ kỳ chiên tôm. Chiên tôm. Em sẵn sàng rồi. Trông ngon đấy nhưng mà hơi mờ. Thêm tương ớt không? Mờ lem nha. Thử gì không? Hơi ao nét, à đây rồi. Trông ngon đấy rồi. Anh ơi cho em thêm tương ớt nha. Thôi mẹ, có cho em cái hộp này cũng được. Cái đủ ngon. Nhiều món lắm đấy ông ơi. Ngon lắm. Quay của anh kìa. Đây là cái gì vậy? Xá xíu à? Đồ ăn ngon nhưng không ngon bằng anh. Cái gì đấy hả chí? Xá xíu. À. Xí chí đấy. Ui. Mà trông ngon thế rồi. Này là gì? Này là món gì vậy? Cái này hả? Thá cảo rồi. Là mình lên đủ món. Mày cảm ơn. Hay là vừa vừa nêm luôn đấy. Này món là vừa nêm luôn. Cảo thịt sốt giấm canh. À, xíu rồi, thịt xí lông bao. Đây, xí lông bao đây, xí lông bao đây. Ui, quay quay vào cái máy này màu đẹp hết rồi. Nét nữa. À, ngon. Ui, tôi phải thử miếng xá xíu mới được. À, ui, dạ, trông cái miếng da kìa. Không, cái này là heo. Trông đã thấy giòn rồi. Mẹ. Mày không ăn heo. Sao ăn heo? Mẹ ăn mà. Ui, anh thử miếng. Ui, trông cái miếng thịt trông ngon kìa. Cứ ăn mấy cái miếng kiểu này vậy. Sinh nhật em bé à. Nó kiểu nửa nạc nửa mỡ. Và lại còn có bì nữa. Bạn phải có miếng thịt hoàn hảo như thế được nhỉ? Mua Lego đi anh với nó chơi chung. Nó biết lắp Lego đâu, bữa này sao biết chơi Lego được. Mua Lego của đứa nhỏ. Tôi ăn bất kỳ một món gì không phải có ớt, nó ngon, ngon. Đúng. Ui, đi. Ăn cay vãi lìn ạ, thề. Đây tí ỉa mẹ em tắt ít vãi lìn. Xa xíu. Ôi chết người em ơi. Thử nhá. Xa xíu này phải chấm với nước tươi xì dầu. Ừ.
Anh thèm thì có dịp kêu anh Độ dắt đi ăn một bữa. Chấm như nước tương nó ăn vào nó thanh thanh. Thanh thanh cái đầu lưỡi. Quay 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 quay. Nghe hơi ba nha. Quay quay. Còn thấy hơi lạc lạc tí. Thì ăn phê mới thêm miếng ớt. Lại lạc lạc à? Là liền rồi, nghe lại lại hơi ba nha. Do anh ăn mặn hay là thấy nó lạc nè? Đâu có vừa mà. Cái anh ăn mặn quá. Mày quá đều của tôi. Đéo có gì liên quan tôi các bạn ạ. Ok mà. Văn nha. Em đang đây nè, em có đại khái rồi. Văn cho xíu đi. Anh ăn đi. Này là gì vậy? Xíu mại. Xíu mại á? Này đâu phải xíu mại. Xíu mại. Xíu mại. Cái này là dim sum. Trời ơi. Xíu mại. Chấm vào nước tương nữa. Đấy. Vlog này là vlog ăn uống nha mấy ông. Ngon. Happy New Year from Auschwitz. Ủa ngoài Hà Nội cái gì tốt tắt không? Có một không biết rây nha. Happy New Year. Ngoài Hà Nội đang thiếu một cái quán ăn bạn. Như thế này. Dùm tốt tắt. Tắt không đấy? Chắc không có. Nó mới có ở trong Sài Gòn mà. Đi đâu? Cái nào ngoài Hà Nội không có cái bao gì. Ở trong này có bao gì ngon á. Ừ, tôi ăn bao gì rồi. Ngon phết. Mày gần Tết ra ngoài chơi mà. Lạnh ngoài đó lạnh 8 độ. 8-9 độ. Ôi chết mẹ, tôi ăn tôi cũng phải xem điện thoại tôi mới ăn được thì mới gọi là trẻ con luôn các bạn. Nói, ui, thằng này nó ăn khôn lắm nha. Ui, ăn được cả miếng thịt to như thế này quá. Ăn miếng thịt cho xíu. Ăn miếng thịt cho xíu. Sao? Vị sao? Vị sao? Ngon. Vị nó thanh thanh không? Có thanh thanh không? Lạc lạc thấy luôn vậy. Quay 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 cả bơ cả sông luôn. Anh ăn mặn quá nhưng mà thịt ba ra, thịt luôn nó ba mạnh đúng luôn đi chứ. Thịt nó lạc thiệt chứ không phải là tôi ăn mặn quá nha anh em. Lạc quá anh thôi. Em gì? Thích trẻ con lắm anh ơi, vì mặt cười. Ủa lại còn chỉ đích danh tên thì chịu rồi. Mẹ cố tình rồi, cố tình rồi các bạn ơi. Cái này là gì vậy? Ban đầu tôi cũng tưởng là vô tình thôi. Cố tình. Mà không. À cố tình rồi. Chịu rồi. Cuốn tôm nhé. Chấm với lại xì dầu. Mong con thằng con của tôi này. Một mình nó ăn phải hai người phục vụ nó. Vừa lau tay, lau chân, lau miệng cho nó. Vua. Lạc lạc xong còn thanh thanh. Cảm ơn Hải nhé, cảm ơn em. Trà Hồng Kông. Ngon. Chua chua ngọt ngọt. Thanh thanh. Linh linh. Bình thường linh, là thứ sáu. Linh linh lại. Trong đây nhá, là thứ sáu người ta sẽ nghỉ. Ta đi làm về người ta sẽ đi chơi thông với thứ bảy luôn. Chủ nhật về là người ta nghỉ ngơi. Xong thứ hai là đi làm. Được bạn có nhầm không ta? Rất là chơi. Dì nhỏ nó rủ tôi qua nhà nó chơi. Nhưng mà không biết làm sao. Qua nhà nó chơi ma xấu. Tôi quá là liền thật. Mà tại vì ngày mai là khoảng tầm 1 giờ là tôi đi sự kiện rồi. Giờ qua bển chơi ma xấu thì sợ muộn quá. Hay tôi kêu mẹ tôi đem xe rồi để tôi chạy qua bển chơi nè. Mẹ ông đợi tí nha. Ham vui ham vui. Tài xế chở mẹ biết ngay đi mà. Chơi xong rồi chắc là vẫn qua. Không ai chở hết. Nhưng mà chắc là vẫn qua chơi. Tài xế sẵn rồi mà. Ê. Nói thế là vẫn qua chơi. Bạn tin tôi. Không? Là ở chỗ ông bữa đợt sửa xe á. Hài nó ham ham vui lắm. Ngoại qua bển xa lắm. Vlog hơi dài. Ê, bên bển xem xong đi chơi versus ni là đẹp như dầm a mặt người. Tân đi xa sợ lắm. Tôi cầm theo cái máy này tôi quay nó sợ lắm. No quá mấy ơi. Có ba mẹ con mà ăn khoảng 7-8 món.
No quá. No đi ạ. Milo dầm hả? Ơi, tí nữa ra ngoài hình như là gần bà Thu Phương cái ăn chiên hay sao? Thu Phương chỉ qua quận 10 rồi. Đâu, anh thấy bà live stream ở bên chỗ phố đi bộ mà. Dạ, bên dưới Huy Nương là bà bán cái gì? Bán cái ăn chiên mà. Này là gì? Xì lông bao. Xì lông bao. Ủa, bạn sông ngon thế nhở? Là bánh bao đúng không? Bạn đồ tàu tôi cũng thích ăn. Bánh bao tàu. Bánh bao tàu. Lòng nóng với tao ơi. Béo quá. À béo. Ừ. Béo mà. Không xi lông bao là ăn thôi, béo. Ở dưới kia là hả, mười mấy món cái này vậy à? Như nào? À, ở bên Úc nó hay lắm mà. Nó có một cái quán đồ tàu. Xong rồi nhân viên nó đẩy đi á mà. Mình ăn món gì mình lấy món đó tính tiền cho mình. Chứ không order, không cho order như thế này. Nhân viên phải tầm 5-6 người người ta đẩy đi. Dạ đúng rồi, người ta hỏi mình ăn cái gì. Dạ đúng rồi. Uầy, hay phết nè. Một người ăn mà hai người phải take care. Bà ngoại là lau tay, còn mẹ là đút đồ ăn cho. Ai à? Đấy, đấy. Ui, ăn được miếng thịt to như này rồi. Sao giờ ăn mà giờ không nêu cảm nghĩ chưa vậy? Sao? Ngon như thế nào? Ngon nhanh đó. Chết cha, vụ nữa rồi. Vụ nữa rồi. Tối nay nha. Tối nay cua xả cả nha. Yêu. Mà em sợ con thế rồi mà. Kêu gói về, ăn không hết. Nhiều quá mấy ông ơi. Ăn miếng cuối xong kêu gói về. Cái cam này, cái máy này để mà làm food review là nó hợp lý phá liền đó không à. Bắt nét nhanh không? Nè, tôi dở ra là bắt nét vô mặt tôi vậy nha. Sao quả miếng thịt trông ngon nhờ. Đỉnh cao. Beautiful. Ăn không hết. Juicy. Kêu hơi nhiều. Mới đầu là có em gái của tôi lên ăn nữa, Ngọc. Nhưng mà nó bị ốm rồi, nó không đi được. À, bây giờ cái này phải gói về để tối ăn tiếp. Phải đâu, nó phải dành suất 24 nó ăn đó. Em gái của Trân. Nó phải dành suất 24 nó ăn đó. Định có nó nữa thì ăn đủ, nhưng mà có ba người ăn thôi, ăn không hết. Giờ tính tiền đi. Giờ tính tiền đi. Giờ mình chơi quảnh đồ tì, ai thua rồi đó trả tiền. Không á. Chết. Nó sẽ giật bôi mà. Sẽ giật bôi, em là mẹ, em phải bao nó chứ. Em bao. Bây giờ có 2 ngày. Đi một là ngày 24. 24 là buổi chính nha, hôm nay mới là buổi ngủ anh em. Một là 24, với lại hôm nay thì em chọn đi, em trả ngày nào. 24 mẹ trả không được rồi. Không. Chọn nhanh. Sao để mẹ trả. Hả, mẹ tặng số giờ. Không, chọn nhanh đi. Quảnh tù tì, ai thua rồi đó trả. Vô, nhanh. Quảnh tù tì em thôi nha. Sao em đi toilet giờ, em mất toilet rồi. Ok, có chơi mới có chịu chứ. Rồi, không hết tiền rồi. Chơi phải chịu, chơi bời kỳ chơi. Chơi ăn chè à? Hey, chơi bời kìa. Em bêu qua luôn. Một, lạ nha. Bà qua cái khác. Lạ nha. Một, hai, ba. Thấy chưa? Không má. Non. Thôi lại lần cuối nha. Lần rồi, cuối cho em cơ hội lần cuối nhanh nè, nhanh nè. 1, 2, 3. Khéo, khéo đi khó lắm, phải đâu chuyện đùa. Nè anh em nào cứ đang độc thân đấy thì cứ hưởng cái phúc độc thân đó đi. Đừng có vợ sớm để làm gì. Đấy, nghe bà tôi nói chưa? Nghe người đi trước nói chưa? Chả lẽ mày không nghe người đi trước chứ. Dạ, ví dụ vợ kêu tính tiền bằng tiếng Anh thì nói gì sao? Cái gì? 12 trả lời. Cứ dục quê, cứ dục con yêu đi. Không. Nhanh đi. Giờ kêu tính tiền, giờ kêu tính tiền mà tiếng Anh giờ nói bằng như thế nào? Vậy bà. Nhanh lên nó chứ. Không có kêu, em
toàn vậy không ạ? Âm nè. Hey guys, bill, bill check, bill check. Check bill, check bill. Dở. Mấy cái tiếng Anh cơ bản cũng không biết. Để 24 này á, anh 24 này nhá, tôi vô Sheraton tôi nói chuyện tiếng Anh. Order để ăn cho mấy ông xem. Bạn sẽ học được vài câu. Học được vài câu tình hóa đơn. Ngon. Ôi, nghe quá quen nhỉ. Cái con nhỏ sữa chua này. Hợp lý không nhưng không? Nghe con quen cái câu quen à. Hợp lý thì biết làm người ăn. Chắc tôi nghĩ là cũng không đắt lắm đâu. Mà cái nhà, đồ ăn mang về đây. Đồ ăn không hết mang về. Tối ăn tiếp. Tôi mà ở ngoài Hà Nội tôi kiêng ăn đêm lắm, tại vì mập. Nhưng mà vào Sài Gòn tôi buông thả. Cứ ăn đi xong về tập. Nó mới sung. Đồ ăn mang về. Ui cái này tí mà cầm ra phố đi bộ có làm chết rồi vậy? Alo. Alo. Money, money. Bạn không biết người ta còn giật đồ ăn không nhở? Đi chơi kìa. Ừ. Ăn xong nữa phải đi chơi, đưa đây mẹ bếp. Mấy nữa cái thằng bắt đầu đi chơi. Đưa anh họ đây để anh tính tiền. Bằng hoàng à, bằng hoàng à. Đố mèo bò nhiều. Tôi đoán bữa này chắc comment xuống nha. Tôi đoán bữa này chắc khoảng tầm, nếu mà nhìn món như thế chắc khoảng tầm 3 triệu. Comment, comment vô video của tôi là con số bao nhiêu tiền. Đón đúng nha, đón phỏng phỏng đúng khoảng tầm bao nhiêu thôi. Khoảng 3 triệu. Tôi sẽ có một phần quà rất giá trị đó là Big Me rồi mấy ông. Nhớ. Rồi, xin luôn cái phần quà Big Me. Nó gần đúng cũng được mà nó, ờ đúng, nó gần đúng cũng được. Được chưa? Anh ơi. Có quét Apple Pay không? Dạ có. Em quét Apple Pay. Ra quầy á. Quét mã à. Em quét mã. Đây ra quầy, ra quầy. Rồi tôi đi tính tiền cái nha. Vậy nhá, xong rồi tôi xuống tầng tôi mua đồ chơi cho thằng boy. Ok, bye bye. Cái Apple Pay này xịn cực kỳ mong nhá. Có nghĩa là mình áp một cái thẻ vào số điện thoại, vào cái điện thoại của mình. Xong mình tap tap hai cái bên đây là nó sẽ hiện lên Apple Pay. Đây là gì? Đây nhá. Đây. Lộ 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 gì không ấy, có lộ gì không ấy? Ấy. Ấy à. Là xong rồi đó. Mà em nhanh thế rồi. Ui. Đấy, là xong rồi đấy. Đâu phải đau này. Xong rồi đúng không cô? Có cần ký gì không cô? Tiện phết. Vâng, cảm ơn. Xong. Đỉnh chưa? Ăn xong rồi. Hai app Apple, hai app thẻ và Apple Pay để thanh toán. Bây giờ anh em đừng xài tiền mặt nhiều, cầm tiền mặt ra đường nhiều. Nguy hiểm. Nguy hiểm lắm. Dạ sơ. Đúng rồi, anh em app. Ăn xong rồi xin phép đi đáy 30 giây nha các bạn nhá. A few moments later. App cho Apple Pay cái thứ đồ á. Tiếp là tiếp là. Anh em quét Nemo mua kim cương donate cho tôi nó không dễ. Mong hiểu không? Để này này cũng vậy nha. Hả? Bye bye, tạm biệt. Xong cho nó xuống mua đồ chơi hả mẹ? Nào đi xuống mua đồ chơi. Có mua đồ chơi không? Rất là tiện luôn. Rất là tiện. Thẻ đen đi rồi. Nên là anh em nào mà có Apple Pay thì đen em lên Imo nó cũng có luôn nha. Anh em áp vô một cái. Mua khoảng tầm 20.000 kim cương. Đồ nét cho anh Bồ. Để anh chi. Để anh Bồ có động lực để làm cái nghề này. Nó thấy rồi đó, nó thấy rồi đó, nó thấy rồi đó. Khoai 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 khoai. Tôi đi mua đồ được, chơi cho cái thằng boy mập này cái mấy ông ơi. Đâu con thích cái gì? Ui, thế giới đồ chơi luôn, đỉnh cao thật. Ngày xưa vô mấy trung tâm thương mại với cao lỏng nhá. Thấy xe điều khiển, thấy máy bay các thứ đồ mà đòi mẹ tiên. Mẹ tiên không bao giờ mua cho. Thề, anh em biết cái cảm giác nhá. Đi vô siêu thị chỉ ngắm đồ chơi thôi. Xong rồi đi về. Mà ngày nào tôi cũng đi. Thực ra là mẹ Tiên là cũng thương Bô lắm. Thật mấy lần tôi cũng có nói chuyện mẹ Tiên rồi. Cũng muốn mua cho đồ chơi nhưng mà đẹp, có tiền đéo đâu. Mẹ thằng này nó ăn trộm mẹ hết rồi. Nào Bô lấy cái gì? Tôi lấy tiền nó đi nét rồi. Làm gì có tiền mua đồ chơi nó nữa.
Bo lấy cái gì? Đó, 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 đó. Sinh nhật của ảnh, sinh nhật của ảnh. Con giống em con. Vô sở chim chỉ ngắm anh thôi. Con muốn mua cái này hả? Thôi xe gác con có rồi mà. Nhưng mà xe gác con có rồi. Con lấy xe bồn đi. Lấy xe này không? Xe bồn. Nè 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 nè, cái này chồng, nó quay thích rồi đấy. Sao không thích rồi đấy? Sao có vẻ không thích rồi đấy? Xe bồn quay được kìa. Con muốn xe nào? Xe nào? Lấy một xe thôi. Đợi xíu, đang ngựa. Kìa, cái này có đèn kìa, con có mua cái đèn, cái xe có đèn không? Hả, xe có đèn nè. Hay là xe có đèn ở nhà có rồi. Đó, nó đang lựa đó, nó bận dữ lắm. Hay là này, 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 mày chỉ cho, hay là con muốn xe này không? Thôi, con muốn xe này. Nè. Con thích xe đó đấy vậy. Ê. Ngày xưa tôi chả thích, sao tôi lại chả thích xe ô tô nhở? Chả thích xe đâu mà. Xe này đâu có tiếng đâu. Xe này hôm bữa mua rồi. Anh Nhím đi mua đồ chơi cho con. Xe đó hôm bữa mua rồi mà. Hay là xe này? Thôi chơi máy cẩu đi. Ôi, cảm ơn Sò nhé, cảm ơn em. Ok, sau này anh có con đi mua đồ sao chơi, xe quay vlog. Nè, giá nè. Bao nhiêu? 2,5. Sau này mà còn con. À, giá sale hả? Giá kia là 1,499. À, đang sale. Con lấy cái này đúng không? Nè, chưa nước được nè, con có mua cái bồn nè không? Phải của con quay được vlog đưa con đi chơi, mua đồ chơi chứ. Hợp lý mà. Ủa, phạm xe to đấy. Từ từ đợi nó một xíu cho nó lựa. Hay là muốn xe này? Nó thích rồi đó anh. Thích rồi sao ấy, thích rồi. Khoái khoái rồi. Em sẽ là búp bê của okay. Anh. Cái gì okay đấy, Linh Trần ơi. Ok không? Ok rồi kìa. Ok. Ra là okay. Bé giờ thì sở thích của anh vẫn thế. Em dạ. Thích Thủy anh Linh ạ. Lấy cái này cho em gì? Rồi, em tính tiền nè. Em tập ok rồi anh vẫn nhận nhá. Ok. Từ từ, đợi mẹ. Xong gì vậy? Ủa ơi. To gì vậy? Trời ơi, cầm luôn đi. Donate kìa. Ui, cảm ơn Sò nhé, cảm ơn em, cảm ơn Sò. Cảm ơn em, ui, 5 chữ luôn, cảm ơn Sò, cảm ơn em nhiều. Của Donate kìa. Trời ơi. Nó to à. Thôi, bây giờ chắc là tranh thủ ra phố đi bộ chơi tí nha, mấy ông. Nhạc đéo vậy. Ê, xì nà mê, xà nà mê, là xà mà nà nà mê. À, bà là xà nà nà mê. Bà là xà. Có mày quỷ vãi cả lên là thế. Latin hay sao mấy ông ơi. Đéo hiểu gì hết. À, đây là đang là phố đi bộ rồi. Ủa giờ ơi, đây là phố đi bộ đúng không? Từ bé như có người giật mình hay sao ấy. Thì bé tội người ta vãi lìn thề. Live show gì đó mấy ông. Đồng bãi đáy. Mày là ngày phá hoại nơi công cộng này các bạn này. Gây ồn ở nơi công cộng này. Ồn hơn cả ca sĩ luôn. Dã man đầu. Cảm nhận đấy. Fan mới chào.
mấy fan mới biết Hoa, mới chào Hoa. Hai anh cơ động. Nhạc đéo gì ấy. Nhạc này nhạc gì mấy ông comment thử cho tôi biết. Ủa chắc nhạc này nhạc gì vậy? Chắc tí nữa chuẩn bị xảy ra một cái vụ việc kinh hoàng ở phố đi bộ này. Allah hát mát. Điều bạn thề may mà mấy cơ động đi qua rồi đấy, không phải kéo mày bị dích rồi đấy. Điều bạn cho đi kiểm tra ngay lập tức mấy cơ động ơi. Cứu bọn em ơi. Quay lại kiểm tra cho em ngay đằng này. Mà vào mấy cái chỗ đông như thế này dễ móc túi lắm mấy ông nha. Cẩn thận ấy. Coi chừng bị móc túi ấy. Đây, trong bên đây. Vâng, đấy. Đông đông như thế này dễ móc túi lắm nha mày đi. Ôi, địch bạn tôi thì hay bỏ tay túi quần. Địch bạn chắc ông làm mà địch bạn đi mấy chỗ đông này ai móc túi khéo mẹ nắm tay tôi luôn đi chứ. Nhưng mà lên trên đây chơi cũng yên tâm. Tại vì phố đi bộ là có nhiều hình sự trên đây lắm. Mà chỉ cần gớ một cái thôi hình sự quýnh bệnh. Anh đi vô trong kia cho em bé đi bộ. Em tưởng anh hay mặc quần bị lủng túi. Cảm ơn em. Fan mới xin chụp hình. Em chào anh. Cảm ơn Hiếu nữa, cảm ơn em. Mà quan hệ nhiều nên rộng, quan hệ nhiều nên rộng các bạn ơi. Này chắc chắn là quan hệ nhiều nên rộng luôn. Đi đâu cũng thấy fan. Cảm ơn. Fan. Được anh. Cảm ơn. Fan. Sao hạng A luôn của không được mẹ được nhẹ mẹ ấy đấy của bạn này ơi của bạn mà anh bô kìa không được mẹ được nhẹ em ấy ông này bảo ai này đấy anh bô này nhẹ mà chỗ này chỗ gì mà nó bán 50k một vé nhờ. Cái này là gì đây? Light stick. À. Rồi gậy phát sáng. Quầy thông tin luôn em. Light stick là cái gì? Bé biết. Quầy mong nhìn sầm uất không? Sầm uất quá liền rồi. Anh Gambo. Hả? Em hẹn anh. Rồi, cảm ơn anh. Được anh. Fan. Rồi, cảm ơn. Fan. Biết anh? Thiệt không? Thiệt. Anh là ai? Em thằng 70 năm của anh Độ hả? Biết anh chứ là fan của anh Độ cơ. Dạ, đúng rồi. Anh có xài Twitter. Không, anh bình thường, em xài gì cho anh cũng được. Filter. Em xài gì cho anh cũng được hết. Em chào các bạn kênh app, kênh chat F3 đi. Hello. Ê, bị trêu kìa, mấy em kênh chat F3 kìa. Hello kìa, bạn hello, mấy em kênh chat F3 kìa. Lêu. Ờ, ok. Cảm ơn nha. Fan. Anh em đếm giùm tôi coi nãy giờ bao nhiêu fan biết tôi nha. Má em nhớ đấy nhờ. Hello em. Anh mới vô Sài Gòn à? Anh mới vô sáng. Đông quá. Mẹ đang ở chỗ Thanh phải không? Qua đi bộ mặt qua. Bộ gì cơ? Mình đi kém. What? Ôi. Đây. Ôi bộ. Ông có bán cả bộ này cơ á? Mẹ đỉnh vậy. Cho mày một tấm nha. À ok. Rồi, cảm ơn anh. Biết nữa.
Rồi sao nhiều fan như vậy? Cảm ơn nha. Cảm ơn nha, cảm ơn nha. Ôi, quả pin của máy hết sâu nhờ. Cảm ơn, bay liên tục không phải tắt các thứ luôn. Bay độ VC là kiểu hay tắt các thứ để tiết kiệm pin lắm. Làm gì tấm ơn đi. Biết nữa. Biết chứ. Rồi vô luôn đi. Rồi, ngoan chút. Làm gì tấm ơn nha. Ok. Cảm ơn nha. Này, không ăn đồ ăn bộ. Không, anh vào Sài Gòn chơi gia đình. Hát thật đó chứ. Tivi này phải bằng cái tivi nhà thầy 75 inch. 75 inch. Tao đừng hát. Cảm ơn. Fan. Hồi nãy giờ fan nữ rồi cũng nhiều rồi nha anh em. Còn mấy fan không? Mini. Fan. Ây da, mày quả tiện gì đấy? Xem anh lâu RG mới biết đâu nét mặt mình. Ôi cảm ơn Hiếu chứ, cảm ơn em. Thế phải đôn nét bù. Hello em. Thế phải đôn nét bù mới lên trước Hiếu ơi. Bỏ anh vô đây chơi. Chơi với con anh rồi. Chơi sao chưa tốt mà. Đây. Cảm ơn em. Cảm ơn nhiều nhé, cảm ơn em nhiều. Hồng quá. Đây có chỗ cà phê ác nha. Ui. Được. Ui, có cái tiệm hay thế nhở. Ui, quả đấy mà không có người yêu là anh bô gái không ôm anh bô luôn. Cảm ơn em. Fan. Đùa. Ai à? Anh nhím ơi, hình như em bị chìm đắm trong sự đẹp trai kiêu của anh mất rồi. Không khí nhộn nhịp. Mình hùng nhớ cả bạn em, trời ơi, nhộn tập trung thì tập trung thì mấy đứa trẻ con xem anh biết là nó thích lắm, nó thích mấy chỗ này lắm. Đèn đốm rồi, được, không khí ơi Hùng ơi. Nó nhộn nhịp rồi, trẻ con thích ra đây chơi. Mà tôi thì tôi già phải không ạ? Năm nay là cũng gần 40 tuổi rồi. À, không hợp mấy chỗ này lắm. Lâu đi được. Tôi xạo liền, xong rồi mẹ vợ tôi nhìn tôi kiểu. Ở đây mà bay flycam thì nó gọi là tuyệt vời quá. Đừng tranh với tôi. Hello em. Quý chị nhá, làm em nhiều. Xuống nhà. Ủa, đi ai hay em qua đấy. Em đánh nhau rồi tranh giành đi. Tranh giành anh đi, ai thắng thì ok em. Ai thắng thì nhá. Làm cẩn thận nhá. Ai thắng nên đưa đít cho nhá. Đi qua mua nước rồi về. Hả? Ôi, thật là xin. Để xem xong vlog anh ập luôn này. Mua nước đâu? Ê, chưa có ai rủ đi countdown luôn. Xong cho mẹ đứng đây á. Em đầu nét 5 chứng, em có lợi thế. Tớ yêu anh nhím hơn. Có sò nữa, cảm ơn em nhiều, có sò. Em muốn coi Milo giảm không? Đâu, Milo giảm đâu. Bây giờ tôi với vợ tôi đi mua nước xong rồi đi về anh em ạ. Tôi cũng phải chuẩn bị đi nướng khoai qua và nhà ăn tí, anh xong rồi tôi về sớm, mai tôi đi tôi Linh đi bên của CS nữa. Anh chen nầm lắm nha. Của bên 500 Broad nữa. Anh chen nầm nha. Hình như là Viking Gò Vấp xong rồi sẵn là làm show mắt luôn. Anh hai nầm luôn. Mới bắt đầu hình luôn. Như là tôi được xì điểu cho một chỉ thông tin 500 bắn ra team anh em Riven. Nhưng mà ông hiểu sao là không bắn nữa. Có mỗi tôi với Đáp Nguyễn là đi show mắt. Anh muốn gà chín cửa ngựa chín LMAO không? Anh em xem Milo dầm thử nhá. 25 ngàn hả? Mấy em có đánh nhau đi nhá, xanh lành đi. Bánh lăng.
Ủa bắn pháo hoa bình thường bắn ngoài bến Bạch Đằng, Bạch Đằng rồi vậy? Đúng không? Ừ. Bến Bạch Đằng đúng không? Hay là mẹ nó đứng đây đi mua video mua quay lại chứ. Cho có 150 mẹ. Thôi quét đi em quét cho. Ủa nét kìa. Có bánh sò chứ, có bánh hùng chứ, cầm đi. Có mấy em dùng. Đi chơi xin tiền mẹ kỳ trời. À, của đôi nét kìa. Ủa đi bộ ở đây trông ở trong Sài Gòn trông thích nhờ. Trông kiểu sầm uất ấy. Quay đây. Mà còn rộng nữa chứ. Quay đây mẹ chụp hình cho nào. Cạnh tranh bằng kim cương ạ. Anh không thoát được em đâu cục mẹ. Thôi cảm ơn em, cảm ơn em nhé, cảm ơn xin. Đâu anh đang bảo mấy em đấy cạnh tranh thôi. 146 anh nhím là của tôi ok. Anh mới vô thôi. Anh mới vô sáng. Cảm ơn chị em bé xin vẫn chờ các bạn nãy giờ. Có mọi người. Trời ạ, à, đi chơi sớm vậy anh em. Đang xem vlog cho nên là tôi Noel mới đi. Tôi hạn chế các bạn chế check donate cho em thông cảm tôi. Đâu mẹ đâu? Mẹ đứng đây rồi. Rồi xe bút tí nữa xe đâu? Xe hả? Không. Sò nhường cho tôi một ngày thôi được không? Thế kêu mẹ ra đây luôn đi. Không. Mẹ thích đứng đó để nó còn chơi tại bên kia không có gì chơi đó. Đó là chung cư cũ mà. Sao? Hèn. Sao không vậy? Không, sao vậy? Cần áp mốt á. Trời. Từ đây ra áp mốt có nhiêu đây à bà? Quái cà đái thật. Mà em đi ba luôn à? Anh đang đau chân. Cả gia đình đi ba à? Em cổng anh đi. Rồi. Em cổng anh đi. À. Quái chú vào đây. Trời ơi. Cô bảo với tôi là thanh niên mà than. Nhưng mà cô đâu có biết là hôm qua tôi mới tập gym cái chân đau vãi đái. À, Shiba. Tối cao đào anh nhím có bắn pháo hoa từ tung thân. Em lại anh. À đây rồi. Cảm ơn sò nhé, còn anh em, cảm ơn em nhiều. Tôi bố khúc trên Milo sò bố sớm nghe ok hen. Ôi, Milo dầm. Con đi chung vợ con cô. Milo dầm là kiểu gì nhờ, như nào nhờ? Con đi chung vợ em mà. Dạ, dạ. Ngon vậy. Này là Milo dầm hả chú? Để mấy em hôm nay quỷ thế nhờ, cuối năm rồi. Hôm sau cuối năm quỷ lót đi các bạn ơi. Thôi cho anh ly giống vợ đi. Dạ, hai ly là hai ly đó chú. Có chân trâu nữa hả chú? Con quay nghe chú. Quả trông ngon thế nhờ. Milo lại có trâu nữa cơ. Dạ. Dạ không. Quay vui vui hả chú à? Rồi vậy đoạn thì cho đem lăn, tôi đem hạt dừa. Hạt dừa cho bánh lăn rồi. Cái ly của con để hạt dừa không được. À vậy thôi hai ly dừa hạt dừa luôn đi chú. Ly của em để chân trâu rồi. Làm khó chú quá trời ơi. Quen chứ xa lạ là chú bắt trỏ em rồi đó. Ăn mà đòi hỏi quá đúng không chú? Đừng tranh anh nhìn của tôi khoái ảnh lâu lắm rồi. Khách hàng chống là đế khách hàng luôn. Ôi mà tự nhiên vui đấy rồi này. Ôi nó ngon. Có bánh lăng nữa bà. Thôi bánh lăng nữa nhiều lắm. Ủa một tuần là có bánh lăng nữa mà. À thế thì bánh lăng nữa. Có bánh lăng không? Thôi cho con ăn bánh lăng rồi. Vậy cũng con một cái có bánh lăng thôi. Ly của vợ con chú để bánh lăng đi. Ủa, bánh lăn là bánh gì? Dạ. Caramel à? Bỏ caramel à? Caramel khổng lồ quá. Hai ly 50. Ok Tú ơi. Hai ly 60. Quá rẻ. Làm trông ngon lên à? Dầm. Tên gì? Quán tên gì của chú? Ừ nè, chẳng biết mà. Không biết à? Đó về đó. Bán này được mấy năm chú? Tâm sự à? Tâm sự à? Dạ, dạ, dạ. Dạ vâng, dạ vâng. Dạ, cảm ơn chú. Rồi, vợ cầm đi, anh cầm này.
xong. Milo dầm. Ui, chắc làm vì đam mê rồi, thế chú đeo toàn vàng thôi. Cổ cổ anh em. Bán Milo nhưng mà đeo toàn vàng. Đây à. Ờ, em đi mua đồ ở đây mà. Đạp dép anh kìa. Ờ. Giờ mua đồ gì ở đây? Mua đẹp chưa? Ui. Ủa, con áo trông kiểu Blackpink vậy. Có nguyên một cái nhà mà ở trong đó có nhiều cái gì vậy? Nhiều cái hàng quán là cái nhà gì đó, là nhà gì quên vậy nhờ. Mà mỗi một khu, mỗi một căn nó là một cái quán luôn ấy. Nè là nhà này nè. Nhà này hả? Hay giờ anh em mình xong cho đỡ dành nhau. Ngày một okay đây luôn em. Ngày một quá bùng nổ rồi, ngày mai là chắc là đi cảm siêu tiện. Cảm ơn em nhiều, cảm ơn nha. Thì có quay gì được rồi tôi quay. Còn bây giờ tạm thời mình kết thúc ngày 1 ở đây nhé. Tại vì giờ tôi cũng qua nhà hàng Di, tôi chơi ma sói. Tôi thích một cái cửa hàng quần áo. Để bye mọi người đi. Bye bye. Bye bye. Không biết bây giờ bạn. Bye bye. Quán tôi có cái bán món này nha. Món gì? Milo dầm. Copy à, nữa, photo ơi. Copy nữa. Vậy nha anh em, tôi nghỉ đây. Ủa tôi tắt máy đây. Bye bye. Hello anh em. Hôm nay là ngày 24 và tổ chức sinh nhật Boy. Hôm qua là tôi định qua bên kia quay cho anh em xíu, thì cái sự kiện CS bên kia cũng chả có cái đéo gì để mà quay cả. Nên là thôi, hôm nay là cái ngày quan trọng nhất sinh nhật của ông Boy. Tôi quay lười, chắc là lười. Cho anh em xem sinh nhật của ông Boy nó như thế nào. Chắc là hơi lười tí. Bây giờ tôi đi qua cái chỗ bệnh viện An Sinh để mà tôi lấy xe. Mùi này chắc là sáng dậy là mượn vợ thỏi bữa son. Giờ chạy xe 4 chỗ không, hôm nay chạy 7 chỗ chắc đéo biết tí. Chạy được không mẹ. Sợ vã là liền thề. Ok. Cái đái thật. Mấy ngày lễ gì vắng que trời. Mong nhìn này. Bình thường mấy cái con phố này nhá, sáng là trưa là tấp nập. Hai bên là bán đồ ăn các thứ. Hôm nay vắng que. Ông tôi nghĩ ở Sài Gòn đêm mới đông cơ. Cái chân tối xuống đêm anh đêm ơi đông cơ. Không là chim nó bé đó anh. Ô, cảm ơn Khoa nhá, cảm ơn em. Quá chăm chỉ, quá chăm chỉ. Trời ơi thì thôi thì đằng nào thì chim outfit chim nó hơi to rồi, ngồi cho bé bé lại bớt tí sao mà đỡ được. Được rồi. Chờ tôi tí nhá, tôi đến tôi đi bộ từ đây ra tới bệnh viện An Sinh khoảng tầm một chân xuống nó cứ kiểu 800 mét khó chịu nào ấy. Trước tôi khoái anh Bô lắm, đây tôi nhưng anh Bô lấy xe vợ mất rồi, xong rồi giờ còn mỗi anh Nhi. Tôi chở gia đình của tôi qua khách sạn Sheraton để tối nay làm sinh nhật của ông Boy Mập bảy nhé. Lịch hôm nay là như thế. Của tôi khít lắm bé cây ết sao. Vậy nha. Gặp ở bãi đỗ xe sao. Anh đưa thẳng hai chân lên cổ được không? Sài Gòn sợ. Cổ em. Anh em. Sợ chứ. Cảm ơn em đã tặng quà nhé. Cảm ơn người đơn đấy. Cảm ơn người. Ra mấy chỗ lớn lớn này nhá. Ra mấy con phố lớn lớn này nhá. Mày à, mày đang cầm gần Tết rồi nó giật một cái là ăn cứt. Sợ lắm. Vậy nhá. Tí gặp sao? Anh Khoa khe. Đi bộ mấy trăm mét thì tôi đến chỗ gửi xe. Ý là mọi đây người là ơi tranh nhau xong chưa? Trong đây là cũng gửi nhắc xe qua đây luôn. Quan tâm thực sự. Tối qua anh thiệt lắm. Dạ sao? Xe tôi để trong đây. Bây giờ tôi vô tôi lấy cái. Mất con mẹ nó thẻ xe thật. Ôi để tí nữa các bạn ơi. Để tí nữa xem xong vlog rồi donate sau nha các bạn nhé. Donate nhiều quá nó cũng hơi ảnh hưởng gì. Hơn là có giấy tờ xe. Hơn là có giấy tờ xe là mấy ông mới lấy được xe đó không mà chết người. Là phiên bản em luôn hả? Phiên bản mất thẻ xe. Chết có vội gì không? Cũng hơi vội tí. Vội phải ký thôi. Cho chụp cái giấy tờ xe là được rồi. Chụp giấy tờ xe với cái căn cước. Qua mà Cam là quay trông nét phết rồi. Cái căn cước. Là cứ ông dân của em hả? Không bằng lấy xe được, đây bằng lấy xe đúng không? Cái đây là má ví em để lại trong kia rồi. Má. Bây giờ má. Tí em quay lại em bổ sung được không? Cho em chạy xe về để em cất đồ lên cái tí em chạy qua em bổ sung cho. Nghe giọng mẹ em gấu đấy là. Hình như mà chắc đúng là đúng giọng anh lớn đấy thì. Mẹ em, Đinh Hỷ Tiên. Mẹ em đấy. Thôi thì để anh lập cái tên của mẹ em đi. Ừ. Được không? Được anh. Ê à. Nói chung là biết rồi, nói chung là xe thì không thể nào mà đẩy được, nhưng mà chủ yếu là nó đúng quy trình đúng không anh? Về công ty nó làm rồi. Rồi, cảm ơn anh nhé. Xui thiệt. Quá trời thế. Đây, xe của mẹ Tiên. Đâu? Hôm nay ui, má tôi xe to đấy đâu. Chỗ không biết chạy có được không? Đây, xe đúng kiểu xe gia đình rồi. Con nghe nè mẹ.
Thôi tí để con chạy ra ghé đưa người ta lấy lại 50 ngàn thôi chứ đâu có gì đâu. Đền có 50 ngàn à. Ô, bà mẹ nó cái xe này đéo giống má con mẹt mấy ông ơi. Má con này chạy sao trời. Mở khóa nè. Ây da. Chết tiệt thì cái chứ nhờ. Đó, chết mẹ mình. Làm sao? Xe mẹ, xe của mẹ tôi giống như là đây đây mấy ông coi này. Ui, xe, làm sao đây? Xe sông to quá liền. Các thứ đồ nữa chờ nó biếu đi phùn thì cái chứ. Mẹ tiên là cũng nhiều phết đấy, đùa. Tranh thủ mấy ông ơi, tôi chạy qua đón mẹ vợ tôi với vợ tôi ra khách sạn cái. À, cái này là chân ga ha. Ủa, mấy con to to này lái chắc là như là nó cũng khó hơn đã thì phải. Đã có tín hiệu GPS. Ôi, cũng dễ chạy chứ, như con mẹt rồi mấy ông ấy. Trời ơi, cái kiếm nó dơ rồi trời. Má cái xe này nó nhiều chức năng quá mấy ông ơi. Để cái chỗ nào từ từ nhá. Cái này lại cái má cái xe này nó nhiều chức năng dữ vậy trời. Cái chỗ nào là gạt trọng ngầu phết đùa. Xin rồi chúa ơi. Bãi cà đái thật à, được của nó đấy chứ. Dạ, con này chạy ok nha, chạy im hơn con mẹ của tôi luôn á, thật sự. Mua rồi, quay đi gia đình hợp lý này. Con này chạy ok phết đấy mấy ông ạ. Quay ngồi đằng sau thích này, xong có mẹ ngồi đằng sau thích này. Cảm giác nó vút hơn con mẹ ấy. Đây con này nội thất đẹp lắm nha. Từ từ đèn xe đèn rõ tôi quay. Đây. Ừ, mà thằng nội thất phải gọi là đỉnh cao luôn á chứ. Đẹp, nói chung con này đẹp. Xứng đáng đồng tiền á chứ. Ôi xe mẹ không rửa vậy nó dơ hơn gì. Đi mấy ngày đây sao rửa. Đưa con cái kính con chạy xe cái này. Kính có để đâu? Kính con để cho ba lô. Ba lô đây. Ba lô đây đó. Đi mấy ngày nay có thời gian đâu rửa đâu. A few moments later. Đây là từ từ lên tí là tôi giới thiệu với ông sao. Đây là khách sạn Sheraton. Thường thì những cái ngày lễ mà cái dịp lớn thì ở đây người ta book phòng nhiều lắm. Tại vì nó trung tâm với lại là ví dụ mình Tết Dương thì bắn pháo hoa ở đây trong đẹp lắm. Miễn phí nghe đúng không? Rồi. Sheraton. Nghe nó thì xịn rồi đấy. Nghe là sao chảnh rồi đấy. Đây. Phía trước khách sạn Sheraton. Đây là ngay trung tâm bụng nhất luôn nha mấy ní. Sầm uất vãi liền. Đây, Sheraton đây. Đẹp vãi liền luôn. Trang trí Noel các kiểu. Sheraton. Ấy. Xịn sò chưa? Ủa không biết mẹ tôi đâu trời. Rồi rồi, mở cửa cho anh Hoa. Mở cửa cho anh Hoa luôn. Yeah. Xin chào. Ôi, toàn khách nước ngoài thôi. Có mẹ tôi đâu trời. Đẹp không mấy ông? Sàn Sheraton đẹp đại đái. À đây mẹ tôi đang lấy phòng. Tại vì anh em biết là cái ngày lễ ở đây á, thường sinh nhật boy năm nào tôi cũng ngủ ở đây luôn. Tại vì về tắt đường lắm, không về được. Là ngủ sáng 25 mình về sao? Quẩy nhà thuê, tổ chức ở đây còn thuê một đêm ở đây luôn. Chất thật. Mình quay kỹ chứ kìa. Quay kỹ bình thường. Ở chất ra nãy giờ chưa bật mic luôn á trời. Dạ hả? Ừ. Phải làm lại đi. Không có, nói chuyện nó vẫn nghe nhưng mà nó thu không tốt.
Ây da. Con đi bảo xinh đấy. Thì 6 giờ tìm máy mà giờ anh lên thay đồ anh bơi đó. Có. Cô ấy nó bệnh á. Mai sáng mai rồi. Đợi. Mà phải gọi là trang trí đẹp vãi liền. Toilet to nha. Ừm với cái toilet này. Hả, tôi mà đi khách sạn nhà mà toilet to như thế này là tôi thích à. Ôi, có con xin đít là đẹp, đẹp tay rồi luôn. Có con xin đít là ok yes, rồi sir. Giường thì bình thường. Chỗ này mà không khác gì nít cô mà anh em mình hay ở hết. Nhưng trong mà nó được con cái là cái view nè. Cái view là nhìn thẳng ra quận nhất. Ôi, đúng không nhỉ? Đấy. Ừ, bốn mặt bình thường nhá, bình thường bắn pháo bông là nó bắn ngay cái chỗ đấy, anh em thấy cái cầu đó không? Đó. Ví dụ mà Tết Dương cái thứ đồ là bút cái phòng này là anh em xem được bắn pháo hoa luôn. Ủa. Yes sir. Được của nó đấy. Bạn view đẹp luôn. Thì không có gì hết, bình thường một cái tivi thôi. Một cái giường. Shiba. Trời ơi, thật là hưởng thụ. Hôm nay là 24 rồi, 25 rồi, mai đi chơi một hôm nữa. Xong là 26 về sẽ có vlog cho mấy ông xem. Yes sir, quá là chăm chỉ. Bây giờ là chắc là tôi xin phép anh em là bây giờ là khoảng tầm 2 giờ rưỡi. Tôi ngủ một tí, tôi sạc cái mic xong rồi tí nữa tôi ăn đi ăn sushi, có gì tôi quay cho mấy ông xem nhé. Vậy nha, ngủ đây, mù ngủ quá. Hôm qua tôi ăn dìm túc tắc ở trong Takashimaya nhưng mà hôm nay có dìm túc tắc to vãi liền này. Ồ, có chi nhánh riêng luôn ấy. À không phải Sài Gòn Hotel. Ê nhưng mà ở Sài Gòn đi bộ thích cực. Đi lên mấy trăm mét trên đây là sushi. Ủa giờ ơi, quán sushi tên gì vậy? Gì? Hokkaido quá. Ồ, lại là Hokkaido. Hokkaido à? Trước vừa mới đi ăn xong. Đây tới quán Hokkaido rồi. Yes sir. Bây giờ ở trong ngoài khác thì không? Ui, mẹ tiên đang mặc xì tin đấy nhở. Các con ơi, trông trẻ vậy. Cô đặt bàn dưới chưa? Hỏi đây. Bốn người một em bé là anh hùng đúng không? Bốn người một em bé. Ngồi đâu ạ? À? Đây. Yatamase. Mẹ Hạnh ngồi trong đây đi. Đấy, mẹ con ngồi đây rồi. Ủa tí nữa là nó phục vụ cho mình hay là mày ra lấy buffet mà. Ở đợi giờ đi chợ đi. Nữ công gia chánh. Trà đào cam xả. Tôi một ly, mẹ tôi một ly. Còn vợ tôi đi ăn lúc nào là uống cũng uống trà đá hết. Không hiểu sao. Sao em đi ăn lúc nào uống trà đá vậy? Ôi gặp bạn sở thích của người ta thì... Thôi xạo quá bê. Bún nước ngọt xong. Sao mập quá mà. Ôi cái ly trà đào này khác thế nè. Bộ uống không? Wow, ngon đấy. Khoảng 30 phút, món đầu tiên là món salad. Yes, sir. Salad gì vậy? Phải gọi salad thịt hun khói của Hokkaido sushi mới ngon các bạn ạ. Món này ăn thì sao? Phải gọi salad thịt hun đúng khói cơ. Đúng công thức rồi đó vậy. Mà cái này trông ngon nha. Đẹp chưa? Sashimi. Sao ít ghê vậy? Ôi. Phá kìa. Ngồi xuống. Này vợ. Mẹ. Nó không có ăn đi. Ôi mẹ ăn đi. Thằng này lại cho nó miếng cá chích là nó... có à? Mang đi mà. Sao?
khen công nghiệp quá. Là tí em trả tiền đúng không? Hay tí mẹ trả? Chứ sao? Ok. Không, để tí con quay số chúng người nào người đó trả nha. Bờ đi ăn ai không mang tiền, thế ai là người giả? Bro. À, cái chết đi. Thôi, chắc ăn xong rồi rửa bát thôi. Tụi mày đi ăn sushi mà ăn đường không hả? Đứng đó. Để bà đứng lên trước đó. Còn bà đứng lên trước. Bye bye chưa? Bye bye chưa? Bye bye. Bye bye. Bye bye đi. Thấy. Cho nó về phòng nó ngâm bồn với lại mẹ tôi trang trí cái gì ta? Cái sảnh đó hả? Coi người ta trang trí hả? Sao mình phải coi set up người ta rồi làm xong rồi cho mình thôi chứ. Bụt ba cái nách kìa. Ba lì thật. Để tối mình có khách người ta không sửa được. Ăn thêm miếng đi. Tại vì tối hôm nay là có ăn buffet nhiều lắm à. Tôi thèm sushi quá, tôi ra tôi ăn tí. Nãy giờ chưa được miếng gao nào luôn. Em nguyên cái rừng luôn đấy chứ. Chưa được miếng gao nào luôn giờ. Nguyên khu rừng trong đấy. Nãy giờ chưa được miếng gao nào luôn. Giờ giờ ăn sò đẹp đi. À. Sò đỏ trong đấy sò đẹp đó. Ăn đi. Diễn sức sâu vô. À đang có thai nữa đúng rồi. Ăn mấy cái món này sao tốt. Sao nè? Đã ăn đâu? Thì ăn đi. Sao? Bình thường. Bình thường hả? Thế không ngon tí em trả tiền. Thì không ngon mới không phải trả tiền. Toàn miếng sushi ở... Toàn miếng cá hồi mới được. Ôi dồi ôi. Không, anh em chấm là nó phải ngắm như thế này nè. Thề vlog múc bang mẹ rồi. Lần này ăn cái này là nó chấm với nước tương là nó mặn mặn nha, chứ nó không có lạc lạc nữa rồi. Mặn. Mà ngon. Mặn mặn nhưng mà vẫn bảo là giờ phải bảo là có không bầu lạc lạc cơ. Không ăn cái gì hết. Nhưng mà nãy giờ là kêu ra một cái món salad này, tôi không ăn được một cái gì luôn. Còn cái sushi này tôi ăn được đúng hai món hết. Hai cái. Sao bảo ăn không được? Ăn ngén. Em nói em ăn được đâu. Kêu lại mất ít lại. Để em kể. Em làm món mình mới đi mua được. Lấy thẻ. Lấy cái thẻ ra trả. Có quét có chẹt thẻ đó không chị? Lấy thẻ ra trả vậy. Mình có thẻ thành viên. Đại gia. Đại gia đó. Ai đại rồi? Cà đen luôn. Vậy ra ngoài tính tiền đi. Dạ, tính tiền này đúng không? Để Techcombank như sao ấy. Techcombank hình như là phải tầm 10 tỷ mới được cái thẻ đen nha. Quá nhanh. Hình như là phải khoảng đấy. Tôi ngủ tí. Xong là khoảng tầm 7 giờ là xuống làm sinh nhật cho bà mập. Anh gửi 10 tỷ nha. Mà thấy không? Vợ tôi nhá, tuy mà không make up nhưng mà vẫn xinh nha. Vẫn chơi mặt mộc. Hot girl nha, hot girl ở trường trung học cơ sở Hồng Hà. Năm 2013 lúc tôi chưa là cái gì hết. Vợ tôi là một trong những hot girl ở Sài Gòn. Tôi không có, tôi gửi ít tiền cho tôi biết, người ta bảo thế. Ngày xưa thấy chiếc hình đi, tôi hỏi, hình đi tôi, bo tôi hỏi là bao nhiêu mối thẻ đen, người ta trả lời thế. Nhưng mà có đi không? Xe, nhưng mà xe xì bo màu xanh đúng không? Không biết, hay mua chiếc xì bo nữa mày nhỉ? Mệt à. Sao mệt? Để dành tiền mua cái nhà tàu lao tàu lao không có mua gì nữa. Mẹ mua cho con đúng không? Con có tiền đâu mà mua. Bảo quá lên thế. Mẹ nó bảo cả gia đình luôn mà. Bây giờ hai đứa rồi, gia dắt mẹ luôn mà. Bôi, xì bo để cho thằng này. Yeah, hôm nay được chân mập bao. Thật là sướng.
Trời ơi, bao chồng, bao ấy gian mặt phải vui lên chứ trời. À đây là thẻ của Sân Mập chứ không phải là thẻ của Mô. Dữ vậy ta, như thư ký vậy chứ. Thôi về mẹ ơi. Đi. Về nhà mèo ơi. Uầy. Vừa bắt gặp xe anh Ben. Đâu đâu đâu. Potter. Anh Ben có còn một giờ như thế này này. Macan. Đỉnh vãi liền thề. Ước gì được ngồi con bọt chơi của anh Ben mập. Uầy. Đâu con của anh Ben. Bạn Hoàng nó điêu. Con của anh Ben màu đen mà. Uống đi. Sao? Vì nó thanh thanh đúng không? Lại thanh thanh. Vì nó có. Đấy, người anh Ly. Đi về. No, happy no. Chua. Chua bị kim chi á. Không có kim chi nào chua hết trơn má. Chua nha bà. Kim chi nào, kim chi ủ lâu hay gì? Ủa? Kim chi ủ lâu hay gì mà chua? Kim chi có bị voi á nên nó chua xíu chát chát nữa. Thôi. Mưa hả? Lên nghỉ ngơi xíu nha. Kết thúc đi ăn buổi chiều sương sương nhẹ nhẹ. Xong là 7 giờ tôi sẽ xuống tôi làm sinh nhật cho thằng Boy. Có gì tối tôi quay cho mong xem nha. Bye bye. 9-12. Nhưng mà tôi làm em mang thai 2 lần rồi cũng được đẳng cấp rồi đấy. Dạ. Bái cả Liên Văn à. Nhưng mà tôi làm em mang thai 2 lần rồi đỉnh rồi đấy chứ. Anh đéo vậy. Anh đi. Vừa giái đó. Vừa làm một giấc mà ngủ ngon vãi cả liền nhau mà. Thì bây giờ xuống sảnh tôi làm sinh nhật cho thằng Boy. Uầy, đông thế. Đại tiệc buffet. Ui. Đấy. Noel luôn hả, đông. Chào em Nhi Dầm nha. Lâu quá không gặp. Đây là em Thoại Kiên đó. Mai em đi tập, mai em đi tập lại. Mai em đi tập lại Kiên ơi. Con trai em. Đầu năm mới. Bạn nào nhỉ? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Dạ con chào chú Trung. Dạ vâng ạ. Dạ. Dạ. Sao vậy? Hả? Sao nãy lì ăn đòn hả? Nãy. Ôi, mẹ nó ăn xanh của con nó luôn mà. Đấy. Vua rồi. Ui, cô hoàng đế, cô hoàng đế. Hả, nãy lì quá bị mẹ cho ăn đòn đúng không? Hết, tôi vẫn chưa ăn cô hoàng đế các bạn ơi. Kèo của tôi. Hồi nãy ai lì bị mẹ cho ăn đòn? Ai lì? Chú tới lâu gì chú Trung? Không khí tuyệt vời lắm. Nhưng mà đợi tí tôi đi lấy đồ ăn, tôi sẽ quay cho mong xem. Mai mong một tập gì nữa. Gần một tuần rồi chưa thấy em. Tí chụp cũng được mà. Cái Kiên nhé, cảm ơn em. Thực ra là hơn tuần rồi anh Kiên ạ. Ê, ra đi tập lại chắc gì thấy anh Kiên. Chúc gái em năm mới vui vẻ nhé. Chắc phải đưa người yêu đi chơi đầu năm. Chắc gì đã gặp. Mặc đúng gì vậy? Hả? Mặt khó chịu. Ừ.
Đấy, gia đình tôi năm nào sinh nhật là cũng đơn giản li tư diêu thế thôi. Tí nữa là có hát Happy Birthday cho con boy mập nữa là xong. Nhớ, quay sơ sơ qua cho anh em cái không khí sinh nhật với lại Noel ở Sài Gòn nó như thế nào. Mẹ tôi mấy hôm nay uống bia nhiều quá, giờ uống hết nổi rồi. Uống hết nổi rồi. Vợ tôi làm tí rượu. Vợ làm tí rượu với cái thằng trong bụng thằng Ben khéo rồi nó bê. Chia rượu mất công có đứa thằng Ben. Ôi cầm bên kia nhá. Cầm bên kia nhiều. Cũng bệnh. Vui lắm, vui lắm, vui lắm, vui lắm. Ủa. Vui 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 vui. Tí nữa sẽ có một đội lên đây hát chúc mừng sinh nhật với lại Giáng sinh ăn lành đâu mà. Thế ra là sinh nhật của con boy là 22 nhưng mà tổ chức ngay Giáng sinh luôn cho nó bùng lỗ. Anh uống nhiều nước không? Sao giờ lấy làm chi vậy? Đúng rồi đấy Trần ơi. Anh cho thừa đi. Nhà năm già đâu em cho quà kìa. Ui. Mày cứ tưởng tôi sợ. Ông dâu nhiều hơn sợ. Sợ. Có nguyên một cái ban nhạc đấy hát cho mỗi bàn, xong rồi đến chuẩn bị bàn của con trai của tôi, hình như chuẩn bị đến bàn con trai tôi thì phải. Đồ văn nghệ. Xong đội bắn nghề này thật là thiếu sót. Sinh nhật ai? Sinh nhật muộn bé boy nhá. Hỏi đi. Ê. Sợ chưa gì hết sợ rồi. Không biết gì cả. Mặc rồi. Mặt nó khó chịu quá mà. Không sao đâu, nó hơi sợ tí. Nhát. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Ủa em ở chân kia là sao nhở? Happy birthday to you. Sợ. Ê, vẫn vô tay nha, đáng yêu thật. Vô tay rồi. Sợ. Hết rồi. Kìa, ba chú kìa. Sợ. Tôi mà được tổ chức sinh nhật như này tôi cũng ngoan. Hứa sẽ ngoan luôn. Ủa? Hết rồi á? Bạn sao nhanh vậy?
Ê, nó cứ bị cụt cụt đấy. Ai là giờ vlog cũng vlog hay nha, vlog hay nha, vlog đáng yêu nha, vlog mukbang. nhưng mà cái kết nó hơi bị nhanh quá nhở. Ê, cứ tưởng là phải có một cái đoạn kết nào đấy, xong nó hợp lý một tí.